Mà khi nào mà bà con biết không, mà nếu có cái ngày mà đến hậu Long Hoa rồi đó, trái đất bầu trời biến chuyển không còn như vậy nữa, tất cả những người hung ác đều chết hết. Bởi vì thầy mới nói là lựa người hiền lương nhân ái, hiền lương nhân ái để đem vào giữa hội Long Hoa mới lập đời thánh chúa đó. Còn bây giờ bà con suy nghĩ đi, còn rất là nhiều đệ tử gọi đi cho cô, còn nhiều câu chuyện lắm. Nên năm nay cô chia sẻ cho bà con biết là đừng lầm lạc nghe lời những người để làm vụ để lấy tiền, để lấy tiền những người mà mến đạo yêu đạo, rồi những người là quý đạo để mình nhận cái tiền này, mình mua cái vé này để đi đến hội Long Hoa. Không có nha bà con, không có hội Long Hoa nào mà tại thiện bây giờ. Hôm nay là cô Năm chia sẻ về cho bà con biết là khi nào giữa hội Long Hoa, rồi khi nào đến là giữa hội Long Hoa. Chứ bây giờ bà con rất là lầm lạc nghe những người dụ dỗ mình là lấy tiền của mình để bán vé để là mua vé đi vào giữa hội Long Hoa. Mà cái đó là cô Năm đã từng nghe hay là nghe ai điện thoại điện thoại đệ tử của cô Năm, là nó cũng coi clip của cô, cũng kết Zalo với cô rất là nhiều lắm. Trong cái nick Zalo cô giờ gần 2.000 người, thì rất có nhiều người điện lại cho cô nói cô ơi, bây giờ có người bán vé là 5 triệu để đi dự hội Long Hoa, mà có đi dự hội Long Hoa có mua vé không cô? Đó là điện lại cho cô, trực tiếp hỏi cô. Con coi cái clip của cô cũng rất nhiều, mà con thấy cái này nó hơi như là sai sao nên con hỏi cô. Thì cô nói sai 100% chứ không có nói sai sai gì hết, để cô nói cho bà con trên cộng đồng và cô nói đứa Phật tử đệ tử của cô đó, là dự hội Long Hoa này đâu phải mà bằng ở thế gian. Dự hội Long Hoa này của Phật lập ra để chọn người hiền lương nhân ái mới còn sống sót bây giờ. Dự hội Long Hoa là cái hội Long Hoa này là của Phật tiên thánh lập ra chứ không phải trần gian này lập. Mà khi nào mà bà con biết không, mà nếu có cái ngày mà đến hậu Long Hoa rồi đó, trái đất bầu trời biến chuyển không còn như vậy nữa, tất cả những người hung ác đều chết hết. Bởi vì thầy mới nói là lựa người hiền lương nhân ái, hiền lương nhân ái để đem vào giữa hội Long Hoa mới lập đời thánh chúa đó. Còn bây giờ bà con suy nghĩ đi, còn rất là nhiều đệ tử gọi đi cho cô, còn nhiều câu chuyện lắm. Nên năm nay cô chia sẻ cho bà con biết là đừng lầm lạc nghe lời những người để làm vụ để lấy tiền, để lấy tiền những người mà mến đạo yêu đạo, rồi những người là quý đạo để mình nhận cái tiền này, mình mua cái vé này để đi đến hội Long Hoa. Không có nha bà con, không có hội Long Hoa nào mà tại hiện bây giờ hết. Khi nào mà có hội Long Hoa, bà con phải nhớ một câu này. Nhất nhất là biến chuyển phong ba biến chuyển, dông bão tố, con người chết rất là nhiều, không còn những người hung ác chết rất là nhiều luôn. Mà bà con suy nghĩ đi, bây giờ nếu mà cái người hiền lương được bao nhiêu thì đến đó người hiền lương còn người gian ác mà danh lợi tiền tài lường gạt bá tánh dạng dân chết hết trơn. Nên là bà con đừng có tin là mua cái vé đi hội Long Hoa nghe, rồi mua cái vé 20 triệu đi gặp cha Ngọc Hoàng. Cô khuyên bà con thức tỉnh mau mau cho kịp. Ủa cái vụ mà mua vé 20.000 là 20 triệu là sao nữa cô Năm kể ở dưới Cần Thơ nè, chính là Cần Thơ, cái đứa đệ tử của cô nó cũng xem nước của cô và nó kết vậy luôn. Nó nói cô ơi, bây giờ á là có người nói là bây giờ muốn đi gặp cha Ngọc Hoàng đó, ở thành phố Hồ Chí Minh, 20 triệu. Đóng cho cái người đó 20 triệu, người đó dẫn tới gặp cha. Mà có ai mà gặp cha nào mà ăn tiền chúng sanh vậy không? Lường gạt những người nhẹ dạ cả tin, để tin rằng có Phật,
có cha, nhưng mà cô nói lên đây cho bà con phải thức tỉnh mau mau. Không có cha nào mà ở trần gian này mà để cho cái người đó đi lạm dụng mà lợi đó, đóng tiền rồi đi lại gặp cha, không có. Dạ. Nên là cô mới nói lên đây nghe cho bà con thức tỉnh. Thứ nhất, cảnh báo gấp. Nếu ai mà nói tôi bán cái vé này, mua cái vé này đi dự hội Long Hoa là không có. Thứ nhì nữa là đóng 20 triệu dẫn đi gặp cha, không có. Nên bà con phải cảnh tỉnh, phải nhớ, phải thức tỉnh, đừng bị nó lợi dụng rồi nó bòn mót lấy tiền lường gạt của bà con chúng sanh. Nên là phải thức tỉnh, cảnh tỉnh. Còn cái dự hội Long Hoa, để cô nói cho bà con biết, đến cái ngày dự hội Long Hoa không phải là đơn giản mà như vậy. Đến lúc đó em, nước dưng lửa cháy, nhà tan cửa nát, rồi những người gian ác chết. Nước dưng tới đọt cây, trong này là trong giảng Phật Thầy Tây An nói rõ ràng. Để khách đây. Khách đâu giờ này chạy? Nên là cô nói ha, bây giờ những cái đó thì bà con phải thức tỉnh nghe, không nên nghe lại ai hết. Giờ bây giờ cô nói cái gì hồi hôm qua cho bà con nghe. Đây đến đó, đến từ đây đến ngày dự hội Long Hoa chết rất là nhiều, chết đủ cách chết, lập lừa những người gian xảo lường gạt thủ đoạn chết hết. Rồi còn lại những người hiền đó mà không phải bình yên đâu bà con ơi, để cô nói rồi bà con phải suy nghĩ. Cái này là trong sấm giảng của Phật Thầy Tây An nói, rồi cô nói ra. Đến nay nước dưng lửa cháy, nhà tan cửa nát, rồi khi mà con người mình tu đó, có tu đó, thì văn thù Bồ Tát chèo thì mới rước mình đi một, để một cái nơi. Ủa gì hả? Mới nhắc đây chút là văn thù Bồ Tát chèo thiền rước những người hiền lương mới đem vào để một cái chỗ, cái thần thông biến hóa của Phật mới giữ một cái khu đó, mới tạo một cái bầu trời nhỏ để đem người hiền lương nhân ái vô đó, còn những người hung ác diệt hết luôn. Rồi cái khi đó đó, khi đó đó là Phật tổ mới dùng phép màu mới lập đại thượng quan. Đó là đến hội Long Hoa. Còn bà con bây giờ đừng có nghe lời, đừng có tin tưởng rằng là mua cái vé này được gặp dự hội Long Hoa, rồi mua cái mấy chục triệu này đi gặp cha, không có. Nhưng bà con, đó là lường gạt, không lường gạt lấy tiền của chúng sanh. Bây giờ thầy nói là 13.600 mà đổng xuống nó xưng đủ thứ. Nên những người mà nhẹ dạ tin, là cũng như là tin Phật pháp rồi không có tìm hiểu, cứ nói vậy là tưởng. Bà con phải nên chấm dứt cái này, để tiền mắc tật mang, rồi xa lưới. Rồi xa lưới là vào cái khuôn khổ của nó, rồi nó lôi cái hồn mình vậy. Sau này hồn tan nát, không còn tan do bụi luôn. Cái dấu hiệu gì để mình nhận biết không cô Năm? Chẳng hạn như trong sấm giảng có nói là núi ông Két sau này có máu thấm vào gì đó, rồi ông Năm trèo nữa thì xảy ra những thì bây giờ mà con thấy đi, bây giờ chưa có hiện tượng cái đó. Như là thầy cũng nói nè, là Phật Thầy cũng nói nè, khi nó đến mà vừa hồi hôm qua nè, là rất nhiều giai đoạn xảy ra dữ lắm, chứ không phải như vậy mà có. Vậy rất nhiều giai đoạn xảy ra nè, rồi ông núi nổ nè, rồi là ông Năm trèo, khi mà tiếng sấm nổ đó thì ông Năm trèo ông giật mình, thì ông mới dùng mình lên là tất cả các cù lao sụp hết. Bà con có thấy cái cảnh hay chưa mà nói hồi hôm qua? Qua mấy cái cảnh hết rồi mới tới hội Long Hoa. Nên là cô phải nói cho bà con biết, qua mấy cái cảnh hết là mới có hội Long Hoa nha. Cây núi nè, tiếng sấm, ba tiếng sấm nổ nè. Rồi ông Năm trèo là dùng mình lên là cắt cụ lao sụp hết nè. Đó. Rồi là đến đó đó, khi mà núi mình lầu đài lộ vẻ ra, còn một trận chiến tranh.
các nước cũng phải nó đánh đi giành ngọc ngà châu báu của mình. Bà con thấy bây giờ có cái cảnh ấy xảy ra chưa? Chưa, là tất nhiên chưa tới họ Long Hoa. Bởi vì mấy cái cảnh nó diễn ra hết rồi mới tới họ Long Hoa. Nên bà con phải nhớ cái chỗ này, nhớ cái chỗ này nha. Khi nào mà ba tiếng sấm nổ mà ông chèo, ông Năm chèo mà dùng mình lên đó là sắp tới họ Long Hoa. Sắp chứ chưa có thực hiện ngàn diệt những người hung ác nữa. Rồi khi nào mà nước dưng lửa cháy tưng bừng, rồi ba tiếng sấm nổ ra, ba tiếng sấm là ở trên, cái tiếng sấm ở trên trời giang dội xuống thì tự cái núi ông tắm mình nó lộ ra, nó lộ lào rài lên, chứ không phải là cái núi nổ. Nói cho bà con biết rằng ba tiếng sấm này là ở trên trời, cho xuất hiện ba tiếng sấm giang rền động đất trời thiên, rồi cái núi mình tự nhiên nó lộ lộ lại ra đó. Khi nào mà bà con thấy cái cảnh này rồi là mới tới giờ hồi hôm qua. Còn bây giờ ai có nói á, là lường gạt là đưa tiền tôi bán vé cho đi tôi dẫn đến hồi hôm qua là không có, nên là phải thức tỉnh. Chừng nào mà mấy cái cảnh này cô nói rồi đó, lộ hết diễn hết rồi thì tới đó. Bây giờ chưa có lộ, chưa có diễn cảnh gì ra làm sao mà tới. Rồi nghe người ta nói gạt không, người ta lấy tiền tăng, mình tin tưởng đưa tiền cho người ta ăn cái này chắc cúng đi vô cúng mẹ đi hả, được. Đó nên là bà con phải thức tỉnh nha. Cô lên đây cô cũng thương bà con để mình chia sẻ cái vấn đề là cô đã thực tế nha. Cái này là cắt đệ tử của cô điện lại cho cô nói rõ ràng luôn, nên là cô lên cái clip này để chia sẻ cho bà con tới chưa có tới hội Long Hoa đâu, đừng nghe tin nhẹ dạ khả tin thì tiêu hồn xác. Bây giờ nó xuống vụ dữ lắm, thì thầy có nói trước 3600 cái đạo mà nó vụ rất là nhiều. À, đang tu đạo thầy cái tự nhiên nghe nói bây giờ đi đựng dự hội Long Hoa, tính là đi dự hội Long Hoa theo là rớt không, rớt là nhiều luôn. Nên là cô cũng chia sẻ nên đây cho bà con phải thức tỉnh đi, đừng có mà nhẹ dạ. Mình coi giáo lý của thầy đi, rồi mình hành theo đó, rồi mình coi theo đó, mình nghiên cứu, không có cái việc mà giữa hồi Long Hoa. Chưa, chừng nào nghe cô nhắc là một lần nữa, chừng nào núi cấm lào đài lỗ vẽ thì lúc đó mới đến hậu Long Hoa. Bây giờ bình yên chưa có gì hết thì chưa có, cứ yên tâm. Dạ, nước dưng có tên cháy, nước dưng tới mỏ không cát chưa có nữa mà. Chưa nữa, rồi tiếng sấm nổ cũng chưa nữa, rồi ông Năm Chèo nổi cũng chưa luôn. Làm sao mà hậu Long Hoa bây giờ còn những người gian ác tràn ngập hết trơn, làm sao vừa hậu Long Hoa. Bây giờ bà con thấy đi, hung dữ chửi cha mắng mẹ tàn sát còn nhóc hết trơn, giờ làm sao hội Long Hoa? Hội Long Hoa là phải diệt hết những người hung, còn người tu không đó. Bà con thấy đi, bây giờ còn gian ác lừa đảo nhóc hết trơn luôn. Tỉnh tu đi, tu tâm dưỡng tánh, tu cho tâm tánh minh chánh, đi đường chánh đạo thì đến đó. Chứ đừng có tin bà nghe càng là những cái đạo tà nó lừa gạt, cái đạo tàng nó lừa gạt, nó xuống nghĩa lừa gạt để nó đem hồn các chúng sanh về đó hết. Rồi sau này là khi mà lập hội Long Hoa, Phật mới vũ xuống một cái hồn không còn một miếng để mà hồn quần hồn, không còn hồn để mà quần lại, thì đến đó rồi mới thấy đau khổ đó. Nên bây giờ phải tu cho kịp, phải tu cho kịp. Cha không có rảnh mà đi xuống trần gian để cho chúng sanh lường gạt. Những người lường gạt tới đây chảm liền nè. Những người nào mà nói là cha xuống trần gian này dẫn đi là chết tới. Yeah. Cô nói đây, cô nói thẳng trên luôn đi. Những người đã chết tới, không có kịp. Chết không kịp chống. Chứ đừng có nói là đem Phật phát ra mà để lừa gạt lấy tiền. Cái đó là bán đạo, phá đạo, là tà đạo. Nên là chúng sanh phải gắng thức tỉnh, tìm chân lý cho chính đáng mà để còn được vô Long Hoa, còn không hồn xác tiêu luôn, không còn được vô Long Hoa luôn.
Đó. Nên là hôm nay cô nói gõ gàng cho bà con phải biết, cất cảnh cho kịp. Bây giờ là chia sẻ, cái hôm nay là cô chia sẻ gõ gàng cho bà con biết là giữa hội Long Hoa như thế nào đó, dự hội Long Hoa là như thế nào, mà chừng nào đến, mà đến là như thế nào. Cho bà con biết, đừng có tin là ở ngoài Hà Nội nó có điện cho cô, nó nói rất là nhiều rồi, hẳm gai điện cô nhiều lắm, mà cô cũng thấy cũng bận việc, cô cũng bỏ qua, nên cô bữa nay cô mới nhớ để cô chia sẻ lên để cho là trên đó là các Phật tử và các những người yêu mến đạo, mình cứ nghĩ là mình cứ tu đi, đừng nghe lời, đừng ham, đừng nghe gì hết. Phật là dùng cái tâm từ bi là chứng, chứ không phải bây giờ không tu đi lại để gặp hội Long Hoa. Còn cái hội Long Hoa mà đâu phải đơn giản, dùng phép màu mới lập lại thượng quân. Dùng phép màu lập lại thượng quân là bà con biết cái chữ này không, cái nghĩa nào? Dùng phép màu lập lại thượng quân là tất cả trái đất này đổi hết, đổi hết, không còn cảnh vật như bây giờ, đổi hết cảnh vật, đổi nè, bởi vì thầy đổi non, đổi núi, đổi hòn, đổi biển, đổi tất cả, để lập lại cái thượng quân, một cái trái đất đẹp như là một cảnh tiên. Chứ còn gì lùn xù gì mà nói như hội Long Hoa, bởi vì nghĩ sao mà con sai lầm quá nặng. Thì hôm nay cô chia sẻ cho bà con thức tỉnh, nếu ai mà bị lầm lạc thì nên quay đầu. Đây là cô nói bằng trong cái sấm giảng của Phật thầy nói ra. Khi nào mà lập hội Long Hoa liền là ba tiếng sấm ở trên vang vọng xuống, ông chèo, ông năm chèo nổi lên, đó là sắp tới hội Long Hoa. Bây giờ bình yên chưa có gì thì cứ yên tâm tu đi, cứ yên tâm tu đi, đặng được chờ hội Long Hoa để ông thôi là gớt hết á. Đối với ông két chưa ngập tới nước nữa mà. Nước chưa ngập, giờ cái gì cũng tới chưa. Tới mỏ ông két à. Tới mỏ ông két, bây giờ con lấy cái mỏ ông két như vậy mà nước tới đó hỏi con người mình còn sống không? Lúc đó đã chết hết trơn, dân thù Bồ Tát chèo thiền đón ước con lành về thiên. Đó, về thiên này về trời đó. Đó, đến đó này hen, những người hung ác là không ai giết. Còn người hiền thì có dân thù Bồ Tát chèo thiền ước, ước mình về đó để mình mới sau này khi mà lọc rồi đó, coi như là lọc đó, sàng những người hàng gian ấy chết hết trơn, bắt đầu còn hiện dân thù Bồ Tát đem về, thì lúc đó Phật mới dùng phép màu, mới là mẹ Hoa mới gứa nước cam lồ lại xuống, đó là già quá trẻ, là sau trong dân sấm giảng thầy nói già quá trẻ đổ xác thai hồn đó. Cái người chết thì cho cái xác khác, cái hồn của mình hồn trần gian là bỏ, cái hồn của mình hồn thiên ở chảnh, mình con người mình tới hai hồn nữa, hồn thiên cho xuống, xác mới, xác đẹp, xác tiên. Bởi vì thầy mới nói là tu sao mà cho được hai hồn đó, rồi tu cho được vì già quá trẻ, lúc đó mình già rồi Phật mới dùng phép màu trẻ đợi mình mới sống được. Nên là bà con cứ gán yên tâm mà tu, đừng suy nghĩ gì hết, đừng có mơ mộng, đừng có nghĩ là tu phải đi gặp hội Long Hoa, khỏi cần đi, cứ tu tại gia đi, đến đó tu được thì được dự hậu, chứ không có phải cần mua vé. Không cần mua vé, rồi bà con cũng không cần để đóng đóng tiền tốn 20 triệu để đi gặp cha. Mua vé này là nếu mà vé này muốn mua được còn phải mua bằng công đức, chứ không phải mua bằng tiền đâu nha bà con. Tu nhiều đó, tu nhiều thì làm phước nhiều, làm hiền làm lành đó là được, chứ không phải trần gian này tèn phải tới đưa 5 triệu dẫn đi là đâu. Ở đâu nó cũng nói là hậu Long Hoa, mà cương những đó thì nói chung là những quý vị này là chưa có biết sấm giảng của thầy, nên là tin. Tin thầy nói thì có hết rồi, thầy nói chừng nào xong tiền Mỹ Thuận Bắc Cầu, núi cấm quá lầu lộ vẻ gần đây, thì bây giờ cái cầu Mỹ Thuận Bắc Cầu thì núi cấm mình cũng sắp tới, nhưng mà chưa có biết chừng nào thôi, là có một chuyện rồi thì tới đây có nữa, phải có tới tới, nhưng mà cái thời gian của Phật nói thì nó rất là lâu, mình không cũng không có bàn được là bao nhiêu năm nha, nên là mình tới là phải có đó, mình cứ gắng tu đi.
thì những gì thầy nói cũng có hết rồi, trải qua hết rồi. Nhưng cái này chưa tới, là phải tới, phải có. Dạ, cũng như là thầy có nói là ông Năm Trèo nổi dậy nè. Ừ, chưa tới, có thì tới đây, tới phải có. Dạ, rồi nói là nước ngập tới mỏ ông Cát thì chưa có nữa. Chưa có, là tới đây phải có, nhưng mà không biết cái thời gian bao lâu thôi. Dạ. Đó là bà con cứ án tù. Án tù đi, đừng có nghe lời ai rồi. À, là bây giờ phải đọc kinh là cái gì? À, Hội Long Hoa mới được dương hậu. Đọc kinh đi, đọc kinh Hội Long Hoa đi, rồi bà con không tu, bà con làm ác đi, có được dương Hội Long Hoa hay không? Yeah. À, cô nói luôn cho bà con, đừng có gì cái lòng từ bi của mình, rồi cái lòng mến đạo của mình, rồi cái bị nó lường gạt. Bây giờ tôi cho bà con đọc cuốn kinh dương Hội Long Hoa đi, mà bà con không tu, không ăn chay, không cúng lại, không làm hiền, làm phước, làm ác đi, có được không? Có được dương Hội Long Hoa không? Đó. Bây giờ không cần đọc kinh giữa Hội Long Hoa, mà chỉ cần tu tâm dưỡng tánh, tu sao cho tâm mình hiền lương nhân ái, tu cho được tâm từ bi bác ái đại đồng, tu được tâm như Phật thì mới được gặp Hội Long Hoa. Đó. Bây giờ là cái tấm gương của Phật thì mình cứ làm theo tấm gương Phật. Phật thì từ bi nè, buông tất cả sân si nè. Rồi bà con cứ đọc kinh Hội Long Hoa đi, rồi bà con không có sân si, bà con sân si nè, bà con tham đắm nè, rồi con danh lợi nè, có được dự hội không? Đó. Cái đó là cái ngoài thể, cái vật chất ngoài cái tâm mình. Còn cái tâm là phải từ bi, phải buông bỏ sân si, đó thì mình được dự Hội Long Hoa. Chứ không cần đọc kinh dự Hội Long Hoa, ai mà dụ đọc kinh Hội Long Hoa nè được gặp Hội Long Hoa hen, mà bà con không tu đi, xa vào lưới của nó hết, xa vào lưới mê hồn trận của nó. Đó. Bây giờ nó xuống đây là tới 3.600 cái mối đạo của nó đặng, chứ phải mà 100 mối không, nó tới 3.000 nữa. Đó, bà con suy nghĩ đi, nhắm mình làm lại nó không? Mình cứ tu ngay thẳng là được. Cứ tu theo Phật nè, tâm từ bi nè, tâm buông bỏ sân si nè. Vì ông Phật ngày xưa ông có cuốn kinh nào đâu. Bây giờ cô nói là thờ Phật tổ nè, không có cuốn kinh nè. Chỉ ông tu là cái tâm từ bi của ông mà thắng tất cả. Đó, rồi từ cái chỗ mà ông đắc đạo mới viết ra kinh để cho truyền cho mình. Thì từ Phật tổ có cuốn kinh nào đâu. Ông chỉ trong cái tâm ông từ bi, buông bỏ sân si, vô ngồi trong gốc cây thiền định mà đắc đạo. Bây giờ mà mình tu theo ổng đi, bây giờ tâm mình buông bỏ sân si nên bây giờ mình còn được có duyên hơn ông Phật, là mình được kinh của Phật để lại nè, mình còn học hỏi nè, rồi mình làm theo cái tấm gương của ổng nè, đang 100% được, có gì đâu, chắc ăn đúng. Đó, chỉ có nên... câu gì mà lòng ngộ rồi pháp bất khả dùng với cô Năm, ừ. Đâu phải đâu, tại vì đâu có cần pháp tính. Nữa, yeah. Là lòng ngộ rồi là cái tâm mình được ngộ ra là biết con đường chánh đạo là tu sao tâm buông bỏ từ bi bác ái đại đồng, buông tất cả những gì là tâm ngộ thì không cần pháp, đâu có cần cái kinh nữa đâu. Nó mà bây giờ cho bà con xem kinh tụng tối ngày đi mà không ngộ cũng không có dính, cũng không được. Bởi vì ăn thua cái lầm mình ngộ, mà mình có cái tấm gương của Phật rồi thì mình noi theo đó mình làm, thì ông buông bỏ, ông từ bi, thì mình học có nhiêu đó thôi, rồi mình học thêm kinh sách nữa là được rồi. Đó. Chứ có gì đâu mà bây giờ bà con không có buông bỏ, không ngộ mà cứ đọc kinh tấu ngày cũng không được. Ví dụ như mình không buông ra, mình không có học cao hiểu rộng, không biết chữ, thì làm sao những người đó với, như ngày xưa Đức Lục Tổ đó, ông có học miếng kinh nào đó, mà sao ông vẫn đắc đạo? Ông chỉ ngồi ông ở dưới bếp có bữa củi không à. Giá gạo bữa củi nấu thôi. Cơm bữa củi gánh nước mà cũng đắc đạo, chỉ là ông có tâm từ bi buông bỏ, nó không sân si, không đố kỵ là ông đắc đạo đó. Bây giờ mình vuốt mình cũng học được luôn đó. Mà chủ yếu là cái tâm phải buông, phải từ bi, không cần pháp nhiều, hành pháp thôi, đừng nói pháp đó là mình được cầu đó. Mà giờ mình vuốt mình cũng tu được, như Phật tổ Lục Tổ ngày xưa ông vuốt có biết chữ nào đâu, không biết chữ luôn hả? À, mà ông được đắc đạo, để bà con thấy không? Là do cái tâm của ông đại hùng đại cường, ông quyết chí, ông quyết chí. Từ bỏ hết cái những cái xấu. Đó, tâm từ bi, đại hùng đại lực, cái tâm mình là quyết chí thẳng một con đường mình đi tới, mình phải đi chánh đạo, không sân không si,
buông bỏ, rồi từ bi bác ái coi bạn bè thương yêu lẫn nhau, đồng với nhau. Ông Phật ngày xưa ông tu vậy đó mà ông thành Phật, chứ không có kinh gì đâu. À, bây giờ mình tu đó, cũng như Minh Tạo ông nói ông đi á, là ông đi ông đâu có nói pháp đâu, mà ông hành pháp cho bà con thấy vậy nó hành theo. Dạ. Mà ông cũng không có nói bà con hành theo, ông cũng muốn học cho ông là học thôi, chứ ông không có là phải truyền lại cho ai luôn, mà tự thấy đó làm. Dạ. Chỉ có người nói gì nữa nè cô Năm, không biết như thế nào ha, là nói thuyền Bát Nhã của mình á, Phật Bà đi rước á, người hung người ác thì cũng rước lên hết, mà người hung là không có ở trong chuồng được, tự chìm xuống à. Cái thuyền không có đáy. Dạ. Là tất nhiên người hung lọt xuống dưới. Dạ. Còn cái người hiền thì nổi lên giữa lần trăm cái thuyền. Dạ. Thuyền không đáy mà, chứ thiền có đáy chở biết bao nhiêu cho đúng. Thiền không đáy để lọc lừa con tiên cháu Phật, những người hung ác cũng leo lên thiền mà lọt xuống dưới. Cái đáy nó có đáy nó lọt xuống dưới. Yeah. Nó chìm ngắm. Còn mình có tu thì nó nổi. À, nên là mẹ mới rước được. Thì Phật đã biết hết lòng chúng sanh rồi. Biết hết rồi. Cho nên bởi vì Phật Pháp thuyền đó là của Phật mà. Đó là thuyền Bát Nhã, gọi là cái tâm từ bi. Ai có từ bi, có tu có hiền là mới được ở trên thiền. Ờ, còn không thì lọt xuống hết đâu có làm biết. Dạ. Dạ. Đẹp, đẹp hơn đó. Là đệ tử của mẹ đó. Thầy tăng xuống hả? Kêu ông vô nó pháp. Rồi, gì kết thúc đi con. Ừ. Nam Mô Di Đà Phật. Thì nãy giờ cô chia sẻ Phật Pháp đã nói về cái dự hội Long Hoa cho bà con nắm được. Nắm được cái hội Long Hoa là như thế nào để mình đừng có lầm lạc. Thì cô chúc cho bà con hiểu biết nhiều. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn cô.